Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, những ngày qua tại Đắk Lắk mưa lớn kéo dài khiến cho nước sông Krông-ana dâng cao đột ngột, khiến hơn 750 hecta lúa ngập sâu trong nước và hơn 150 mét đê bao sông bị vỡ. Sáng ngày 30 tháng 7, chính quyền địa phương cùng người dân phối hợp gia cố lại tuyến đê bị vỡ, bồi đắp các chỗ trũng thấp. Một số hộ gia đình có lúa gần đến ngày thu hoạch đã thuê người thu hoạch. Theo người dân xã Buôn Triết, đây là đợt mưa lũ bất thường, đúng lúc lúa đang giai đoạn trổ làm đồng và nhánh, nên bị ngập lụt kéo dài, sẽ giảm năng suất, sản lượng, thậm chí mất trắng, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Ủy ban nhân xã Buôn Triết chỉ đạo cho công an xã, công an viên và công an và lực lượng dân quân, ban sự xã hỗ trợ người dân trong việc khắc phục tạm thời. Phòng nông nghiệp đã tham mưu cho ủy ban dân huyện chỉ đạo cho ủy ban dân các xã thị trấn là tăng cường công tác là trực phòng chống thiên tai là 24/24, đặc biệt là đối với những cái vùng mà ngập lụt có khả năng ảnh hưởng đến khu dân cư và ảnh hưởng tới đời sống của người dân thì cần phải có cái phương án sơ tán để hạn chế cái tối đa về cái thiệt hại xảy ra đối với người dân.